Panda. I got broads in Atlanta. Just to go be in the family. Credit cards in the scammers. Getting the looks in the band. Legacy. Hey yo, welcome back. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Vũ Đài Gaming. Thì sau yêu cầu của một số anh em muốn mình build thử một anh đắp lóc vừa có thể khỏe để đi trên, lại vừa trâu bò để đi PK cũng như là đi săn boss. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một trang đắp lóc đến từ Cẩm Phả, Quảng Ninh, với dòng Agi nhẹ nhẹn. Thì đắp lóc này mang đến cho anh em một sự phám khoái cực kỳ ổn định, quái clear cực kỳ nhanh, kèm theo đó là một sự trâu bò khi đi PK. Thì trước tiên muốn build như thế nào, cộng điểm pull ra sao, chúng ta phải biết được một chút kết quả. Và bây giờ chúng ta phải đi đánh quái để cảm nhận được sức mạnh của em nó trước khi đến với các bảng build cụ thể. Let's go. Ok, để test đam em nó, chúng ta hãy đến với map Cube level 850 để xem tốc độ đánh của em nó ra sao, cũng như là lượng đam mang lại có đủ clear quả hay không. Quẩy nào. Ôi trời ơi, quạt hơn cả các dân chơi đi ba. Mùa như này thì các dân chơi đi ba làm sao mà đủ tuổi với anh. Trời ơi, tốc độ đánh kìa, mùa quạt kìa. Quẩy. Quái chết như ra. Ok, chúng ta hãy đến với bảng C cũng như là cách trọng điểm để tại sao để có thể được một tốc độ đánh cao như vậy. Thì đối với bảng C của em này á, thì chúng ta sẽ cộng chủ yếu là 8550 stream, 2400 agi, năng lượng, máu và mình lệnh CMD gần như là không tăng. Tại sao là như vậy? Tại sao không dùng hết vào agi để có hết full tốc độ đánh? Thì hiện tại với lượng agi 2400 thì đã đạt được với tốc độ đánh là 387 trên 450, gần như là đạt max. Nếu như mà nhân vật này sử dụng thêm khuyến tai tốc độ đánh thì lượng tốc độ đánh mang lại có thể đạt đến hơn 400 nha anh em, hơn 400. Như vậy là gần như đạt max rồi, chúng ta không cần tăng thêm nữa. Và bởi vì yêu cầu để học được skill rút win shoot thì yêu cầu đến mức stream là 770. Thì ở nhân vật này anh này đã để học đến là 850 sức mạnh để bù lại một lượng đam, có thể thiếu hụt cho mình tăng quá nhiều agi. Thì đối với cách tăng điểm như này và bảng master 1, master 2 thì bảng C mở rộng của anh ấy sẽ đạt được đến crit đam là 35%, đam hoàn hảo là 54%, double đam đến 22% và triple đam là 6%, tỷ lệ bỏ qua phòng thủ là 14%, cực kỳ khủng. Quạt như này là rất là nhanh luôn nha anh em, rất là nhanh. Thì để được có một bảng C hoàn hảo như vậy thì đồ của anh đó như nào và cách cộng điểm master 1, master 2 ra sao. Đến với thứ hai thì là trang bị. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cánh. Với một cái cánh hay là áo choàng, gọi đúng hơn là áo choàng, lại áo choàng cấp 4 sẽ mang lại cho em nó 70% đam và hấp thu 67% đam nhận vào, cũng như là tăng đến 5% hồi máu và 10% đam hoàn hảo, cộng đến 25% nhanh nhẹn và 7% tốc độ đánh. Một cái cánh cực kỳ đáng tiền. Thứ hai chính là trang bị áo quần, đồ là Cyberhurt cộng 9 với tăng skill đam, tăng mastery strain, tăng double đam, vân vân và mây mây, quá nhiều thứ để tăng với những đồ cuối này. Nhưng rất tiếc là anh này vẫn chưa có đủ lúa để có thể cộng đến 15 level. Nhưng hiện tại mới cộng đến công chỉ. Cái thứ ba chính là vũ khí. Thì vũ khí này mới là level 1000, cao nhất hiện tại ở server mình là level 1001. Nhưng mà vũ khí này hiện tại đã là max op, với tăng lên đến 2.2 đam, attack đam cho mỗi level 20 và attack 62 điểm. Quá là khủng. Với vòng cổ thì hiện tại bộ đồ đi theo dòng nhanh nhẹn luôn, với 7% tốc độ đánh, 10% vision đam. Ring khuyên tai thế nào? Đây là một thứ cực kỳ mới mẻ, chỉ có session 15 trở về sau và được mấy web game update gần đây. Thì cặp khuyên tai này mới level 700 và ụp agi, excellent đam, ụp này là ụp ngon. Ụp agi tức là cột tính, sẽ tăng tốc độ hồi cột tính thêm 10,
ok là ngon. Còn hiện tại đối với cái ring bên trái thì mới chỉ có là tăng Excellent 35 và level 300. Úp này là ring này chưa úp, khuyên tai này chưa còng lên nhé nhé. Và update đến level 700 đến 750 vậy là độ cuối của nó. Khiên thì sử dụng là khiên Excellent thôi. Nhưng mà dòng thì khá là ngon với 4% giảm đam nhân vào với 5% phản hồi sát thương. Khiên này giờ dùng để PK. Cũng như mình nói lúc đầu, build đặc lập này đi theo hướng vừa trên vừa PK được vừa săn bỏ tốt, chỉ cũng phải thuần là đi trên nên cần phải có một đường chống chịu nhất định. Thì hai cặp ring thì hiện tại đang bỏ là ring tăng đam để đạt được gì? Tất nhiên là lượng đam đánh quá cực kỳ nhanh rồi, nhưng mà khi đi PK anh em phải thảo là ring nó ra và thay vào bằng cái ring là này, giảm 400 nghìn vào, phản hồi 5% và tăng máu lên 4%. Một cặp ring cũng khá là ngon. Và anh này đang mang bởi ngựa còng 15, một con ngựa ma level 15. Đối với nhân vật Đắk Lắk, nó có một cái lời là vừa có thể mang được ngựa Bát Hào là ngựa của Đắk Lắk có thể, và vừa mang được ngựa ma. Đây là một điều cực kỳ quan trọng, dẫn đến tại sao Đắk Lắk lại cực kỳ trâu bò. Hiện tại có thể trâu hơn cả nhân vật BM, nhân vật DK trong tất cả các cuộc PK. Tại vì em nó có thể sử dụng hai ngựa, với một ngựa đầu đã hấp thụ đến 50% đam nhân vào rồi, cộng thêm cái ngựa thứ hai mà thêm một đẹp nữa thì quả là điều tuyệt vời. Và một thứ làm nên Đắk Lắk Agi là gì? Không thể thiếu được, chỉ là Penta. Một cái Penta hề gió cùng hề với skill group, cộng thêm Penta Radiant Goodness. Và dòng ốp đầu tiên là Attack Success Rate 2, nghĩa là tăng tỷ lệ tấn công thành công lên 605 điểm, nghĩa là anh em đánh quả sẽ không bị mít nữa, cực kỳ quan trọng. Một cái Penta cực kỳ ngon. Và tất cả các thế còn lại đã đang đi build cho là PVP, à PVM nha nhé, PVM Inrest PVM. Đây là những cái khái quát sơ qua về trang bị của em đó. Và để đi kèm với những trang bị này thì chúng ta nên cộng bảng Master như nào? Đối với Session 15 trở về sau thì có thêm một bảng Master. Đối với bảng Master A ở cột 1 cũng sẽ không có nhiều thay đổi lắm, bởi vì đây chúng ta build thêm phần đi săn quái mà cũng như là đi PK, nên tất cả các dòng hồi mana, hồi máu và hồi Agi mình sẽ không tăng. Mình sẽ dồn điểm qua bên cột hồi SD và tự động hồi SD tăng khả năng trơ bò của em nó. Kèm theo đó chính là tăng 10 điểm vào năng lượng, tăng vào máu, chia đều ra vừa máu vừa năng lượng vừa nhanh nhẹn. Ở cả cột tăng cho áo choàng thì mình sẽ không tăng, vì cột này chỉ có tăng khi mà anh em mang áo choàng cấp 3 thì nên tăng vào, còn khi đã lên áo choàng cấp 4 thì cột này không có tác dụng. Đối với bảng 2 thì mình sẽ tăng chủ yếu vào 10 điểm trao tích, bởi vì khi anh em tăng được 10 điểm trao tích là yêu cầu bắt buộc mới học được skill group. Anh em tăng không đủ 10 điểm này là sẽ không bao giờ học được skill group hết, nên bắt buộc anh em phải tăng sao cho đủ. Và đây là cách mình tăng, dồn điểm qua Weapon Master và tăng máu để đi trên cũng như là đi PK. Ở cột 3 mình sẽ tăng vào Attack Rate để là tăng tốc khả năng tấn công thành công, bởi vì mình sử dụng Putnik, tức là ăn thêm 16% máu tối đa của đối phương khi mà mình tên quái, nên mình sẽ cần Attack Success Rate này cực kỳ quan trọng. Cũng như kèm theo đó là tăng vào, cũng như là đi kèm theo đó là mình sẽ tăng vào bảng gầy quyền trường, tăng 10 điểm vào Attack Power. Mình sẽ không tăng vào Crit Dam cũng như là Excellent Dam nữa, vì hai thứ này là đồ là mang lại cho mình một số điểm khá là lớn. Và cuối cùng bắt buộc là phải tăng vào bảo qua phòng thủ 20%. Và một cái khá quan trọng là Restore HP, tức là hồi hoàn toàn HP, hồi phun máu, tăng khả năng hồi phun máu. Hiện tại là 3.08%, nghĩa là khi mà anh em đánh quái á, quái mà dính máu, anh em đánh trúng quái là sẽ có đến 3% hồi toàn bộ lượng máu anh em đã mất đi, phun máu luôn. Đối với một dòng Đắk Lắk Agi thì tỷ lệ tấn công quái thành công cực kỳ cao, nên dòng này cực kỳ quan trọng.
Tiếp theo chính là bảng master cộng. Đối với master cộng, tất nhiên là chúng ta sẽ tăng vào skill group win sụt 20 điểm. Tất cả các cột tăng nam đều tăng full. Ở cột thứ hai, dòng thứ hai, skill phụ của nó thì có hai dòng là bleeding, tức là mất máu, và tăng vào phải băng để đóng băng đối phương. Thì đối với một dòng đắc lập AG vừa trâu vừa khỏe vừa có một đam, nếu như anh em tăng vào máu á, thì không mang lại quá nhiều là lợi thế, nhưng mà khi anh em tăng vào băng á, tốc độ tấn công các anh em nhanh, khả năng tấn công thành công nhiều, sẽ làm tăng thêm khả năng đối phương dính băng, cực kỳ khó chịu khi đã dính băng là không thể di chuyển, đứng một chỗ cho anh em quất thôi, vả cho tới tóc luôn. Kèm theo đó sẽ là tăng 40 điểm máu, thêm một lượng máu có thể tù khi mà đi PK và mắc cột, và attack power cũng như là skill ram. Trên đây là một số kinh nghiệm của mình để mình review cho anh em biết về cách tăng của điểm master Agi đối với nhân vật đắc lóc. Thì hiện tại bây giờ một nhân vật đắc lóc cũng là một thế lực cực kỳ khá là đáng sợ đối với các session về sau. Bây giờ chúng ta hãy đi test em nó với những map ở level cao hơn. Chúng ta sẽ đến với AB1 Atlan, một cũng là một map mới ở session 15 mới có, để xem đối với những map như này thì đắc lóc thì chúng ta có thể tù được không, lượng máu mất đi và lượng đam nhấn vào cao hay không. Hiện tại khá là nhiều người đang trên, không có quái cho mình test đây. Nhân vật của mình hiện tại là đã max level, nên anh em có thể tham khảo để đi theo hướng này nếu như anh em muốn đi theo đường đắc lóc nhanh nhẹn, đắc lóc Agi. Đây, bảy quái này cũng được. Quất vả cho sắp mặc linh luôn. Trời ơi, vả nhỉ. Đối với nhân vật đắc lóc Agi thì anh em có thể đứng xa bảy quái ra một chút thì khả năng tên nó sẽ tốt hơn. Tốc độ đánh cực kỳ nhanh, quái chưa kịp đỉnh là chết rồi. Đối với những quái đỉnh xa thì chấp nhận mất một chút máu, nhưng bù lại mình đã tăng vào phần trăm hồi hoàn toàn 100% máu, nên gần như là không đáng kể. Cực kỳ khỏe. Hiện tại thì mình chưa có dịp để test PVP em này, để sâu cho các bạn các clip đi PVP với anh hai cẩm phả. Hy vọng là thời gian sắp tới mình sẽ có nhiều clip hơn về PVP đối với đắc lóc. Thôi, quay trở lại vấn đề chính, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với map cao hơn, map cuối cùng, level 1050 Kajon. Mình tin là đối với một lượng tốc độ đánh như này thì em này vẫn sẽ sống sót cực kỳ tốt, có thể farm tốt luôn á. Mọi người thấy hay thì đừng quên like cũng như là đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nha anh em. Mọi thắc mắc anh em có thể để lại bình luận ở dưới, mình sẽ cố gắng đọc và làm thêm nhiều video về các nhân vật khác. Ui, vả kìa, vả cực kỳ nhanh. Anh em để ý, bình máu mình không hề sử dụng bình máu. Map cao nhất, sự lợi hại của đóng băng anh em thấy không, đóng băng không di chuyển được, cũng như sự lợi hại của hồi 100% máu, gần như là không mất máu luôn, đánh bao nhiêu thì hồi lại bấy nhiêu. Trên đây là một số chia sẻ của mình khi mà chơi đắc lóc nhân vật đi theo đường nhanh nhẹn của session 15 cũng như là session 16 về sau. Đối với các bạn MU và nâng reset thì các anh em nếu như chơi reset hay là nâng reset thì có thể tham khảo để build theo lại theo hướng mong muốn của mình, cũng như là đồ hiện tại mà anh em đang mang. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Đừng quên like cũng như là đăng ký kênh để tạo động lực cho mình, cũng như để lại bình luận để mình đọc và có thể tạo nhiều clip mới hơn. Chào tạm biệt anh em. Bye bye.